cho nên là hai đứa được hát thôi. Mà cũng mình cũng phải suy nghĩ cho một điều là sản phẩm đầu tiên của gia đình Quang Dân Vũ thì sẽ là hai quán quân hát trước, còn lại thì mong là có thể là Eric sẽ đạt giải quán quân lần này. Còn có đoàn Hảo thì sao? Thì sẽ là ba quán quân, anh Dũng sẽ thi thêm chương trình nữa.